Thưa quý vị, trong những năm vừa qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Trảng Bom đã tích cực chuyển đổi các cây trồng năng suất thấp sang trồng bưởi hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như ông Nguyễn Trọng Ý, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom. Ông cũng là một trong ba nhà vườn tiêu biểu của Trảng Bom được tôn vinh nhà vườn năm 2023. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Trọng Ý chủ yếu trồng điều, nhưng do cây trồng này năng suất thấp, già cỗi nên năm 2015, ông chuyển sang thử nghiệm trồng 5 hectare bưởi da xanh. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm, ông cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình chăm sóc nên tỷ lệ đậu trái không cao. Sau khi tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các nhà vườn đi trước và tham khảo qua sách báo, internet về kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tỉa cành, giữ trái. Vừa học vừa làm, sau khi diện tích bưởi ban đầu mang lại hiệu quả, ông tiếp tục mở rộng diện tích. Đến nay, gia đình ông đã có 17 hectare trồng bưởi theo hướng hữu cơ, trong đó có 12 hectare đang thu hoạch. Mỗi năm, ông xuất bán từ 60 đến 65 tấn một hectare, mang về thu nhập trên 1 tỷ đồng một hectare một năm. Nói chung rất là tâm đắc khi mà mình làm được cái vườn như thế này. Nói chung cũng qua một quá trình để mà mình đi học tập, cũng đi đến những cái nơi mà nông dân giỏi đó, cũng học hỏi rồi mình về mình áp dụng để mình làm. Hiện tại giờ mình đang đi hướng hữu cơ, nó phải có một cái nề nếp rõ ràng. Mình làm mà nói chung là không được dùng những cái hóa chất mà bên bảo vệ thực vật đã cấm, cứ làm bằng hữu cơ. Trong quá trình trồng mô hình này, ông áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc hóa học, ưu tiên dùng phân bón hữu cơ, phân vi sinh cho cây bưởi. Từ năm 2020 đến nay, ông Ý chuyển sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thay thế các thuốc bảo vệ thực vật khó phân hủy như sử dụng men vi sinh vật bản địa để chống lại các vi sinh vật gây hại, để tưới và phun cho cây trồng, đem lại hiệu quả cao, giảm chi phí 20% so với trước đây, sử dụng phân bón vô cơ. Ngoài ra, ông còn đầu tư hệ thống tưới nước, tưới phân tự động để tiết kiệm chi phí thuê nhân công. Cái vườn của mình thì mình chăm sóc theo hữu cơ đây hơn 2 năm rồi. Thì thật sự mà nói thì mình là người trực tiếp sản xuất, cho nên là từ hồi mình theo hướng hữu cơ tới giờ mình cảm thấy nó rất là có lợi. Cũng chia sẻ với bà con cũng nhiều địa phương, còn mà bây giờ thì nói chung thì mình cũng vẫn chia sẻ chứ, cũng vẫn chia sẻ bình thường. Nói chung là mình rất là thích, đam mê lắm, nói chung là lúc nào cũng ở trong vườn. Đối với vườn bưởi của anh Ý thì thứ nhất là về cái quy cách, thứ nhất là trồng cái khoảng cách, cũng như cái sử dụng các cái hệ thống tưới nước tiết kiệm, rồi về cái năng suất nó cũng cao hơn so với các cái vùng đất khác. Vì qua cái khu đất này thì cũng được đánh giá nó vừa đất đa thì nó cũng đảm bảo được các cái nguồn nước tưới trong cái thời hạn khô hạn vào mùa nắng. Sử dụng IMO này nó giảm chi phí độ khoảng tầm 20% so với trước đây sử dụng các cái phân và thuốc bón hóa học. Không chỉ lo làm giàu cho gia đình, ông còn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương, tích cực ủng hộ các nguồn quỹ do ấp, xã phát động. Với kinh nghiệm của mình, ông thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc bưởi da xanh cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, ông đã tạo việc làm cho 20 lao động với mức lương 7.500.000 đồng một tháng.